chào mọi người. Hôm nay shop nhạc cụ Văn Quốc xin giới thiệu cho mọi người một mẫu organ giá rẻ đến từ shop nha mọi người. Mẫu Yamaha đến từ nội địa Nhật, mã là BSR240 nha mọi người. Với thiết kế rất là nhỏ gọn, chiều dài chắc chỉ bằng hai găng tay thôi nha mọi người. Đây, thiết kế nhỏ gọn rất là tiện lợi để mang đi. Mọi người có thể mang mẫu này để đi giải trí nè, với bạn bè nè, hoặc có thể đi show nha, rất là tiện lợi để mang theo nha. Thiết kế rất là năng động, được tích hợp hai loa hai bên, 61 phím, màu trắng ngà. Đây, âm thanh rất là chuẩn nha mọi người, to luôn nha. Đây, rất là nhiều màu sắc luôn nha, và chỉ dẫn rất là đầy đủ nha, để cho những ai mà mới tiếp cận đến organ và piano có thể dễ dàng tiếp cận tới mẫu này luôn. Đây. Đây, rất là nhiều màu sắc luôn nha mọi người, và chỉ dẫn rất là đầy đủ luôn nha. Đây, có tất cả 100 điệu style nha mọi người. Đây, phân loại cho mình hết luôn nha mọi người. Pop nè, dance, disco nè, slow, slow rock nè, America nè, piano nè, đây, masquer nè, và 100 âm thanh khác nhau nha mọi người. Voi nè, đây, 100 trống nè, echo nè, harmless slow nè, string nè, đây, phân loại cho mình hết luôn nha. Và có 100 bài hát được tích hợp sẵn trong mẫu này, giúp mọi người có thể feel theo những bài hát đó, họ có thể học những bài hát trên mẫu này luôn nha. Đây, có hướng dẫn hết cho mọi người đây, auto fill at com đầy đủ luôn nha. Đây, chuyển điệu rất là nhiều luôn nha. Đây, multiband luôn nha mọi người. Đây, màu vàng là voi nha mọi người. Đây, bây giờ em sẽ mở một chút âm thanh khác cho mọi người cảm nhận nha. Rồi, piano thì chúng ta có string nè. Em sẽ mở một chút violin đi, 32. Mọi người muốn thay đổi điệu thì mọi người bấm vào đây, 0, 3, 2. Đây, violin. Đây, có màn hình chỉ dẫn nên rất là dễ cho mọi người tiếp cận luôn nha. Đây, mọi người có thể nhìn đây, nốt trên đây luôn nha. Mọi người có thể học nốt trên đây luôn nha mọi người. Đây, những ai mới rất là phù hợp với những ai mới tập luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ mở một tiếng khác đây. Ví dụ guitar lại bay đi. Mở guitar đây cho mọi người, 24 nha. Đây, mọi người bấm vào đây, 24, 0, 24. Đây, tra guitar đi. E guitar là 25 nha mọi người, 0, 25. Đây, có màn hình hướng dẫn nên rất là dễ dàng để sử dụng luôn nha. Rồi, bây giờ mình mở một chút điệu đây nha. Style. Đây, rồi bấm vào đây. Style màu xanh nha mọi người. Đây, trẻ em cũng có thể sử dụng được nha, vì đã hướng dẫn rất là cụ thể nha mọi người. Đây, có mình nó có hướng dẫn cụ thể nên là mình rất là dễ tiếp cận luôn nha. Bây giờ em mở điệu dance disco nha. Mở điệu 70 sẽ disco đi, 19. Đây, mọi người bấm vào đây. 0, 1, 9. Đây, 70 dance disco đây. Rất là dễ dàng để sử dụng luôn ạ. Rồi, mọi người bấm vào để chơi thôi. Bật aircon để có thể đánh hợp âm nha. Đây, có hợp âm sẵn nha mọi người. Chìm đắm vào trong không gian âm nhạc của mình luôn nha. Đây, mọi người có thể dùng mẫu này để làm nhạc nè. Đây, có tai phone jack đồ đầy đủ luôn nha mọi người. Đây, tai phone đây. Và đây, output input đồ đầy đủ luôn nha. Nếu mình có thể chơi mẫu này để dùng để giải trí hoặc có thể làm nhạc luôn nha. Rồi. Đây, có 100 bài hát khác nhau nè. Đây, nó phân loại cho mình nè. Ví dụ 72% là những bài hát piano là mọi người. Đây, bấm vào đây nha. Rồi. 72 đi, 72. Rồi mọi người bấm bắt đầu thôi. Đây, mọi người có thể dùng mẫu này để luyện tập luôn nha mọi người. Đây, màn hình LED nên nó rất là tiện lợi luôn nha. Này, rất là ok đúng không ạ? Mẫu này bên em có giá là 2,5 triệu cho mọi người. Khi mọi người mua mẫu này ở bên em thì mọi người sẽ được
bảo hành 3 tháng, được tặng chân đèn nè, được tặng bao đèn nè, và được free ship trong nội thành Hồ Chí Minh luôn nha. Ngoài mẫu này ra thì bên em còn rất là nhiều mẫu organ khác luôn nha. Mọi người muốn trải nghiệm tốt nhất đó, thì hãy đến shop em địa chỉ là 568 Hoàng Quang Thụ, phường 4, quận Tân Bình nha mọi người. Ngoài organ ra thì bên em có bi cả piano nè, guitar nè, những phụ kiện nè, loa nè, trống gõ bo nè, đàn guitar nè, và rất là nhiều luôn nha. Đây, đàn piano, điện piano gặp đầy đủ nha mọi người. Rồi video cũng dài rồi, thôi chắc là em off video ở đây. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mà những ai ở xa không tới được shop em thì mọi người có thể nhắn cho shop em hoặc là comment dưới video này để em liên hệ với mọi người, tư vấn cho mọi người nha mọi người. Đây em để số điện thoại với trang web dưới đây, mọi người có cần gì thì mọi người cứ liên lạc để bên em tư vấn nha, 24/7 luôn nha mọi người. Rồi ok.